tan tình tim tan, họ không xê xê họ không liều. Hỏi có ai ở nhà không? Đẹp trai quá. Có chuyện gì vậy? Vô nhà nói chuyện. Tôi là thợ săn lỡ đường. Tôi hơi tò mò chút. Chẳng hay sao nàng lại dựng nhà ở nơi rừng thiêng nước độc như vậy? Ủa chàng mới uống mà, nước đâu có độc đâu. Mà chàng nói em lẻ loi hả? Em đâu lẻ loi đâu. Có chàng kìa, chàng mới tới á, lẻ loi nào? Chắc là chàng đói bụng lắm đó hả? Em lấy thịt nướng cho chàng nha. Đa tạ. Vậy chàng ngồi đó chờ đi, tôi mang ra liền. Ngồi đi, chờ chút nha. Đồ ăn tới rồi nè chàng ơi. Ngon quá. Phụ em chứ. Thơm nữa. Nàng thật là chu đáo. Ủa sao nàng làm nhanh quá vậy? Chuyện làm đồ ăn đối với em á, chỉ là chuyện nhỏ. Chàng ăn đi, ăn cho đã đời luôn. Muốn bao nhiêu cũng có hết trơn á. Cầu cái sáu nha. Ngon không? Ngon không? Ngon đó. Nàng làm khéo quá. Em á, không phải khéo gì đâu. Nhưng mà em nói thiệt nha, sao mà chàng đẹp trai tuấn tú quá đó giờ em không thấy ai mà tuấn tú giống như chàng hết á. Nàng lại quá khen rồi. Em không có nói quá đâu. Em chờ ở đây cả ngàn năm nay mà đâu có ai đi qua đây đâu. Nếu mà có thì cũng toàn là mấy lão tiều phu già hát xấu xí. Nhưng mà hôm nay á, may mắn sao mà chàng lạc vô đây. Chàng, hay là chàng làm chồng em nha. Không có gì đâu, chàng ăn đi. Vừa ăn vừa nói cũng được mà. Ủa sao chàng bị sốc hả? Nghe nói với loài người thì cấm kỵ
chứ ở thế giới của tụi em, cọc đi tìm trâu là chuyện bình thường à. Em thích ai thì người đó làm chồng của em thôi. Thế giới tụi em, ý nàng là ý em là trong rừng này vắng vẻ quá, khi mà em thấy là phải chớp liền chứ không có đợi người ta đi kiếm mình, đúng không? Chàng trả lời em đi, làm chồng em nha. Làm chồng? Nói thiệt với chàng á, là em ở đây em chờ lâu lắm rồi, gặp được chàng em mừng quá. Ý chàng sao? Chàng ở đây với em hả? Là chàng không có lo gì hết á. Em bao hết nguyên cái khu rừng này luôn rồi. Nè, ăn ở em lo, em bao hết cho nha. Nàng vui tánh quá. Em có vui tánh gì đâu, em nói thiệt á. Ê, chàng, đi. Đi đâu? Đi trốn. Đi. Nàng vui tánh thiệt đó. Trời ơi, không có vui đâu. Chàng á mà không trốn là nguy hiểm tới tính mạng đó nha. Nguy hiểm tính mạng hả? Ừ. Trời ơi, chàng không biết hả? Mẹ em là bà Chằn đó. Bà Chằn ăn thịt người không bao giờ no. Mẹ em đi kiếm mồi sắp về tới rồi đó. Trời ơi, chàng đi liền đi, không thôi mẹ em về tới ăn thịt chàng đó. Mẹ nàng là bà Chằn. Vậy nàng là... Em á là con gái của Chằn đó. Nhưng mà chàng không có cần phải lo đâu. Chỉ cần chàng chịu kết tóc xe tơ với em thì bảo đảm mẹ em sẽ không ăn thịt chàng đâu. Sao, quyết định lẹ lên. Trời tới kìa, quyết định đi, không thôi không kịp đó, bị ăn thịt đó, nhanh lên. Được. Được rồi, vậy đi, em đưa chàng đi trốn, nhanh lên, đi. Ê, chàng ta lấy cục tên đã. Rồi, nhanh lên. Đi. Lên đó. Núp ở trong đó đó nghe, trong đó đó, sâu vô. Mẹ, trời ơi, mẹ đi đâu về nhanh quá vậy hả? Có mùi thịt người. Thịt người đâu hả? Đâu có mẹ. Đúng là thịt người. Không, trời ơi, mẹ nghĩ sao thịt người, trời ơi. Cái này con ăn. Là con ăn, con thèm, hết sức thèm luôn, con ăn. Người tưởng trốn ta được sao? Xin tha mạng cho tôi. Mẹ ơi, xin tha mạng cho tôi. Tha hả? Con nhìn đi, ngon lành cũng ăn được mấy bữa. Mẹ nghĩ sao vậy? Mẹ tha cho chàng đi. Con muốn chồng dữ lắm rồi. Khó dữ lắm mới có một người đi qua đây còn nguyên vẹn mà còn đẹp trai nữa. Mẹ để chàng ấy làm chồng của con đi. Có chịu ưng làm chồng con gái của ta không? Chịu không? Dạ chịu. Chịu là mày ưng nó hay là mày sợ bị ăn thịt? Mẹ dạ. Mẹ hỏi một hồi á là hả anh đổi ý luôn á. Mẹ đừng có hỏi nữa. Được rồi, để đó, ngủ một giấc trả mai tính tiếp. Chàng ngủ có ngon không? Nhìn cái bản mặt là biết không nhắm mắt được rồi. Ta lỡ hứa với con gái ta là không ăn thịt ngươi nữa, nhưng coi bộ ngươi không thật lòng với nó. Cho nên ta sẽ cho ngươi một thử thách, làm không xong ngươi sẽ là bữa trưa của ta. Mẹ đã nói rồi mà sao cứ vậy hoài? Không nói nhiều, gỡ búi chỉ này ra, màu nào ra màu nấy. Canh giờ không xong, đứt một sợi chỉ thôi cũng chết dâu. Ta là đàn ông, tay chân thô kệch, làm sao gỡ mớ chỉ này ra mà không đứt chứ? Em á, em là con gái nè, em còn làm chưa được nữa huống chi là chàng. Kỳ này chết chắc rồi. Nhưng mà chàng đừng có lo, chàng đưa đây, em sẽ giúp chàng.
Nè, thấy không? Hay quá vậy. Nàng, nàng có phép thuật sao? Tất nhiên, em là con gái của bà chàng mà. Chàng có thích không? Nàng đã như vậy, chắc phép thuật của mẹ nàng còn cao hơn nữa. Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà em nói chàng nè, chàng phải sống hòa thuận với em, đừng có làm mẹ phật ý. Mẹ mà giận lên là không biết chuyện gì xảy ra đâu. Chàng nè, hay là mình chọn ngày đẹp, thiếp với chàng làm lễ thành hôn nha. Cái gì? Sao? Không chịu hả? Vậy mới ngoan. Nè, mẹ nhìn đi. Không phải con rồi nha. Con biết gì hết á. Mẹ thấy anh có khéo tay không? Anh tự làm hết á. Mẹ, cho tụi con làm đám cưới nha. Chưa xong đâu. Có thật là nó làm không? Anh làm chứ ai? Đâu phải con đâu. Không có nha. Mẹ cứ nhìn con hoài à. Mẹ. Vậy? Mẹ làm đám cưới cho tụi con luôn đi. Lính, chứ gì tùm tướp hả? Để đó, vài bữa nữa tính. Vài bữa nữa tính cũng được. Chàng có vui không? Đứng lại. Đi đâu đó? Dạ, con tập thể dục. Ta vẫn biết người rách tâm bỏ trốn. Tội nghiệp con gái ta thiệt tình với người, cho nên á, mẹ ta sẽ ăn thịt người xuống. Trời, mẹ vợ với con rể nói chuyện vui vẻ quá ha. Ta tính nhờ con rể giúp chuyện này. Bữa nay ở nhà, cái đám lông ta để sau nhà đó, lựa ra. Lông gà ra lông gà, lông vịt ra lông vịt, nghe chưa? Khi nào ta về á, phải lựa cho xong. Nếu không ta ăn thịt luôn đó. Mẹ, coi bộ mẹ nàng chẳng bao giờ tin tôi. Hay là nàng đưa tôi đi khỏi chỗ này đi. Sống mà lo sợ nơm nớp như vậy, sợ bị ăn thịt, tôi thấy khổ sở lắm. Còn có em mà, em luôn bên cạnh chàng. Tôi biết là có nàng giúp tôi. Nhưng mà lỡ có bữa nào á, mẹ phát hiện là nàng giúp tôi, xong rồi mẹ nàng ăn thịt tôi thì sao? Tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Sao á mà suốt ngày chàng cứ đòi đi hoài vậy? Chàng muốn đi á là do chàng sợ, hay là chàng không muốn sống với em? Không, tôi muốn sống với nàng chứ. Nhưng mà sống mà cứ nơm nớp lo sợ như vậy á, tôi thấy khổ lắm. Hay là tôi với nàng đi chỗ khác sống đi. Ráng đi mà. Nếu á mà chàng thương em thì chàng cứ ở lại đây để chứng tỏ với mẹ là chàng thương em thật lòng, thì mẹ sẽ không ăn thịt chàng nữa đâu nhé. Nghe lời em đi nha chàng. Đi nha. Đi vô đây. Mẹ, xong rồi đó. Mẹ đừng có thử chàng nữa. Con cái trong nhà mà suốt ngày mẹ cứ thử cái này thử cái khác hoài, ai mà chịu nổi. Mẹ cũng đâu có tính thử thách nữa đâu. Không thử. Chàng. Hả? Chàng, ngày mai. Hả? Này nè, chứ ngày mốt nữa chàng phải ở miết bên cạnh em nha không? Tại sao? Em mà nói ra bắt công là chàng sợ nữa. Cứ nghe em dặn vậy đi nhá.
Thôi đi đi, vô ngủ với em. Ta với nàng vẫn chưa làm lễ hợp cẩn, hay là không phải phép? Trời ơi, chàng thương em vậy đó, lúc nào cũng nghĩ cho em hết. Vậy mà mẹ em không hiểu, suốt ngày cứ nghĩ xấu cho chàng hoài à. Thôi, nhưng mà em không có cần giữ gì đâu. Đi, vô ngủ đi, em sẵn sàng rồi. Em sẵn sàng rồi. Ta nghĩ không có được đâu. Tại vì ta là con rể mà còn đang ở nhà vợ nữa. Nàng cũng biết mẹ nàng vốn đã không ưa ta mà, không tiện đâu. Thôi kệ đi, vậy đành phải chờ tới cái lễ chết tiệt đó. Nhưng mà chàng nhớ lời em dặn nghe không? Không có được rời xa em nửa bước đâu nghe chưa. Em đi vô trước á. Con biết là không thể nào thoát khỏi tay mẹ. Biết vậy tốt đó. Ở đó đi, lát ta về. Dạ mẹ. Là đừng có rời xa em nửa bước hay sao? Tại sao? Mà chàng nè, hồi sáng nay á, mẹ có giao nhiệm vụ cho chàng đúng không? Không thấy. Tôi chết rồi, không hay rồi. Sao vậy? Trời ơi, chàng nghĩ sao vậy? Mẹ em á, mà không giao nhiệm vụ cho chàng á, là mẹ em gần sắp ăn thịt chàng rồi đó. Ăn thịt ta hả? Ừ, ăn không còn cái gì luôn đó. Vậy giờ phải làm sao vậy? Thì chạy đi trốn chứ sao? Chạy đâu? Đi với em nè. Mau đi, mau đi. Lão không thấy gì hết. Vô tích sâu. Phú hồn à, làm hết hồn bên dí à. Bây giờ chị phía nào đây? Phía này đi, phía này. Ê khoan. Hả? Nàng nghĩ sao vậy? Tự nhiên đuổi theo mẹ nàng làm gì? Thì đuổi theo bà, rượt theo bà, để bà khỏi rượt theo mình. Thôi, chạy hướng khác đi, không tôi là chết đó. Chị đi đường nào bây giờ? Nhanh lên. Đi. Con gái ta đâu? Con gái ta đâu? Trời ơi! Trời ơi! Quang! Chàng sao vậy? Hả?
Ta mệt đứt hơi rồi, không nổi nữa. Trời ơi, bây giờ bà chàng không chạy á là mẹ em tới đó. Mẹ em ăn thịt thì lúc đó đừng có sợ nha. Nhưng ta chạy không nổi nữa đâu. Bây giờ sao? Trời ơi, chết rồi, tối rồi kìa. Làm sao đây? Giờ chạy chứ sao, chạy đi. Chạy đi. Khoan. Bây giờ không còn kịp nữa rồi. Bây giờ mình phải có cách. Cách gì? Nhanh đi. Em có cách, có cách. Hôm nay mày là màu hôn nhất của ta. Đôi trai gái chạy qua đây không? Không. Con mắt như mù. Hên quá. Hên quá. Bây giờ mình phải chạy. Mình chạy hướng này. Vậy mình chạy hướng nào? Mình chạy hướng này. Đi. Chạy hướng này. Nhanh lên. Kẹp nữa rồi. Kiểu này á, mẹ nàng sẽ bắt được mất. Chàng yên tâm đi, có em đây mà, lo gì. Rõ ràng là hai đứa nó mới vừa ở đây xong. Trời, mẹ dễ bị gạt ghê á. Không ngờ yêu tinh là quỷ luôn á mà dễ bị gạt. Trời ơi, gạt thêm được lần nữa rồi. Ê, nhưng mà tao nói nghe nè. Hả? Giờ mình làm sao? Không lẽ cứ chạy về hoài? Thì không chạy vậy chứ làm gì. Đi thôi, chạy. Nè. Trời, mày làm gì mày xuất hiện vậy? Nãy thấy đi đằng kia rồi, làm hết rồi. Thiệt là cái đồ mê trai. Tự nhiên nói người ta mê trai à. Đi về. Mảnh đẹp thiệt chứ bộ. Phen này hai đứa mày chết với tao. Mẹ, mẹ cho con đi với ảnh đi. Đi về. Mẹ kỳ quá à. Đi. Đi nhanh lên mẹ. Không trốn được với tao đâu. Kỳ cục quá. Dám cả gà trốn ta hả? Đi vô. Đi vô. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Đi vô. Mẹ. Mẹ, con xin mẹ mà. Mẹ đừng có ăn thịt vàng mà. Mẹ làm vậy con đau lòng lắm. Mẹ đừng có làm vậy mà. Mẹ cho hai đứa con cứ thôi ra. Trời ơi, đồ ngu. Mày muốn nó mà nó không có muốn mày. Ai nói mẹ ảnh không muốn con? Con cũng mặc kệ. Kệ mà ảnh không muốn con. Con muốn ảnh là được rồi. Hai chàng ha. Thôi được rồi, mẹ chịu thua con rồi. Nè, nhưng mà hai đứa phải làm lễ hợp cẩn để chính thức thành vợ chồng. Thấy chưa? Con muốn có nhiều đó thôi à. Ừ. Mẹ, chừng nào mẹ? Là khi nào? Hay là ngày mai mình làm luôn đi mẹ? Trời, mẹ mới nói là ngày mai làm luôn á. Con thấy thương mẹ nhiều ghê. Ơi chàng ơi, chàng có nghe gì không? Mẹ mới nói là ngày mai làm kìa. Thôi, được rồi. Chính thức là vợ chồng rồi đó nha. Mẹ ơi, vậy là bây giờ tụi con thành vợ chồng rồi đúng không? Ờ. Chàng ơi, chàng á
là chàng phải ăn đời ở kiếp với em á nha. Là chàng phải ở từ kiếp này qua kiếp khác, qua kiếp khác nữa. Chàng á mà sống với em rồi là chàng sẽ sống lâu như em vậy đó. Hả? Kiếp này qua kiếp khác luôn hả? Là sống từ kiếp này qua kiếp khác, sống đời đời kiếp kiếp với em luôn á. Nè, sao? Chàng không thích hả? Có, nàng thích lắm. Nhưng mà bữa nào á, nàng cho ta về lại quê hương bản xứ nha. Đi lâu ngày ta cũng thấy nhớ. Quê hương có ai đâu mà về, ở đây có em nè. Chàng ở với em là được rồi, chàng không được đi đâu hết á. Nha chàng, nha. Đừng có lo, nó không có dám đi đâu đâu. Nó vừa bỏ đi thôi á là mẹ túm gái nó ngay sống nó liền. Mẹ, mẹ đừng có hù chồng nữa. Chồng sợ bây giờ. Quên nữa. Thôi bây giờ mẹ với chồng ngồi đây đi, rồi em đi vô, em dọn tiệc ra đây nè. Nhiều món ngon lắm, mình ăn đám cưới nha. Sáng giờ ta có thấy nàng chuẩn bị đồ ăn gì đâu, sao nói là có nhiều món ngon. Bây giờ chồng đã là rể của nhà này rồi thì em sẽ nói cho chồng nghe nha. Nhiều món ăn của chồng mà em đã từng làm cho chồng mấy ngày qua là toàn làm từ sọ người nè, xương người nè, thịt người nè. Chỉ cần chồng muốn ăn cái gì á là em sẽ biến ra tất tần tật những món chàng thích, biến ra quá trời đồ ăn luôn. Vậy bữa giờ ta ăn là do nàng biến từ thịt người đó hả? Nàng dùng phép thuật biến ra những món ăn cho ta ăn hả? Tất nhiên rồi, em là có phép thuật giỏi mà, toàn là phép của em biến ra không đó. Nàng là con gái mà đã có nhiều phép thuật như vậy thì chắc là mẹ nàng còn có nhiều điều hay nữa đúng không? Tất nhiên luôn. Chàng nghĩ sao vậy? Em đã có phép thuật vậy rồi thì mẹ em phải có phép thuật giỏi hơn. Mẹ em có rất là nhiều phép thuật. Mẹ em thường hay giấu phép thuật ở trong phòng á, ở trong cái rương á. Mẹ em có nhiều phép thuật lắm, mẹ em có nhiều dữ lắm luôn á. Hay quá vậy. Ta tò mò, ta muốn xem được không? Được chứ. Bây giờ chàng là rể của mẹ rồi, cho nên chàng đâu có lấy của mẹ làm gì đâu, đúng không? Nàng thiệt là thông minh. Mà em vô, em mở cho chàng coi, chàng không có được kể cho mẹ nghe nha. Chàng mà kể cho mẹ nghe, mẹ la em đó. Ta biết rồi. Đi, đi vô đây, em mở cho chàng coi. Đây nè, đây nè. Đây là cái rương để bụng bối của mẹ em đó. Còn đây á là cây gậy thần. Chàng thấy không, đây là cây gậy thần. Đây là cây gậy, gõ đầu này á là sẽ làm cho người chết sống lại. Còn mình mà gõ đầu này á là làm cho người sống chết đi. Thì ghê không, thấy ghê không? Trời ơi, ghê lắm á. Hay quá. Nhưng mà nàng còn gì nữa không? Còn nhiều lắm. Chàng cầm giùm em này đi. Đây nè, đây là hai cái túi bảo bối. Một cái á thảy ra núi sẽ thành sông thành biển lớn, còn một cái này á thảy ra thì biển sẽ thành núi đồi chập trùng lớn cao, thiệt là cao luôn á. Chàng thấy hay không? Đúng là kỳ diệu. Đúng là trong đời ta chưa bao giờ thấy. Nhưng mà sao ta tin mấy thứ này làm được những điều mà nàng nói? Mai mốt á, mẹ em mà làm cho chàng coi là chàng thấy liền chứ gì đâu. Nhưng mà dễ gì mẹ nàng cho ta xem những thứ này, chắc là đời ta sẽ không bao giờ được thấy rồi. Bây giờ em có cách, hay là chàng thử lên người em đi. Chàng chỉ vô cái đầu kia kìa cho em chết, rồi chàng chỉ vô cái đầu này nè cho em sống lại, được không? Vậy cũng được hả? Được chứ sao không. Chứ chàng nói chàng muốn coi, mà bây giờ chàng không thử trên người em á thì còn thử ai được nữa chứ, đúng không? Lẹ đi, mẹ về tới là chàng không có coi được nữa đâu. Đưa ta cầm này cho. Cầm này luôn hả? Nè. Nè, thử đi. Đầu này là đầu tử. Đúng rồi. Nhớ nha, nhớ. Nhớ chị em chết, xong rồi chỉ đầu kia chăm sóc lại nha. Ta biết rồi. Không thôi mà em mà chết luôn, chàng ở mình chàng buồn lắm á. Ta biết là nàng rất tốt với ta, nhưng dù sao nàng cũng là yêu tinh, cũng ăn thịt người. Thôi coi như là ta quá kiếp cho nàng, kiếp sau nhớ làm người tốt nha.
Không lẽ giờ này còn hú hí trời. Con gái ơi, con gái à. Sao vậy nè? Hả? Con ơi con, tỉnh dậy con. Con ơi. Hay quá, có nhanh máy qua khỏi dãy núi sừng sững kia còn phải mướt mồ hôi. Mong quá. Còn lâu muộn mới đuổi kịp được ta. Muốn đuổi kịp ta quà chỉ có bay thôi. Đó chỉ có chết chứ sao sống nổi. Cái gì? Đây là gậy sinh tử, có thể cứu người chết sống lại. Đúng vậy, mọi người đừng coi thường nó nha. Cây này nhìn bên ngoài á rất là bình thường, nhưng thực chất đây là một cây gậy thần, có thể cải tử hoàn sinh. Nếu ở trong làng và ai có hữu sự cứ kêu tôi, tôi sẽ lập tức cứu người đó sống dậy. Tốt quá ha, đúng là ngày quý. Cái tội mê trai nè, nói không nghe nè. Đã tôi nói rồi, con người nó gian xảo lắm, tin không có được. Nói mà không nghe nè, giờ sáng mắt ra chưa?
ông ơi, đánh lại đi ông ơi, trời ơi, đừng có bỏ tôi mà. Trời ơi, có ai cứu chồng tôi không? Ờ, chị ơi, có chuyện gì vậy? Tụi tôi định đi thu hoạch khoai, chưa kịp làm thì ảnh bị rắn cắn chết rồi. Có cách nào cứu giùm chồng tôi không anh? Xin chị đừng có quá lo lắng, tôi có thể giúp anh sống lại được. Vậy anh cứu liền đi anh ơi, anh ơi. Sống rồi kìa anh ơi. Ủa, sao tôi nằm ở đây? Anh không nhớ gì hết hả? Hồi nãy anh bị rắn cắn chết á, chính anh này đã cứu anh sống lại đó. Đa anh ơi, anh, đa tạ anh đa nha. Tạ. Dạ. Đa tạ anh nhiều không lắm. Có gì, đừng có xấu, bảo trọng nha. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn anh nha. Đa tạ. Anh nghe gì chưa? Hả? Hồi nãy có lính á, đi truyền tin ngoài đầu làng á, nói là Thái hậu bệnh nặng. Hoàng thượng nói ở nhân gian, ai mà có bài thuốc hay á, cứu được Thái hậu, Hoàng thượng sẽ ban trọng thưởng. Nếu mà Thái hậu chỉ mới bị bệnh thôi thì cứ để Hoàng thượng chữa trị, khi nào đường cùng rồi thì mới cần đến tôi chứ. Từ đây lên kinh á, đường xa dặn dặm, tôi sợ khi hữu sự xảy ra anh lên tới kinh á, thì đã mộ yên mã đẹp rồi. Chỉ bằng bây giờ anh sắp xếp đi liền đi. Tại vì Hoàng thượng rất thương Thái hậu, anh mà cứu được Thái hậu, tôi nghĩ Hoàng thượng sẽ rất cảm kích anh đó. Anh nói cũng phải. Vậy chắc để tôi thu xếp đi lên kinh một chuyến coi sao. Có gì á, nhờ anh coi chừng nhà cửa cho tôi nha. Anh yên tâm đi, anh cứ đi đi. Nhà cửa để tôi chạy qua chạy lại, tôi dòm ngó cho ha. Ừ. Vẫn chưa có tin tức gì từ các danh y khắp thế gian sao? Dạ bẩm hoàng thượng, cũng có nhiều bài thuốc được dâng lên, nhưng xem ra chưa có bài thuốc nào khiến Thái hậu bớt bệnh được ạ. Không lẽ các danh y khắp thế gian không ai làm gì được nữa với căn bệnh của mẫu hậu ta sao? Hoàng thượng. Dạ, con nghe mẫu hậu. Con đừng có lo nữa. Mẫu hậu cứ để cho thuận theo mệnh trời. Không mẫu hậu, con sẽ cố gắng hết sức để tìm cách chữa trị cho mẫu hậu khỏe lại. Mẫu hậu cứ nghỉ ngơi đi mẫu hậu. Người hãy chăm sóc mẫu hậu cho cẩn thận, nghe chưa? Dạ. Đây là chốn hoàng thành, thường dân như nhà ngươi không có được bén mảng vào. Đi ra đi. Tôi nghe nói hoàng thượng đang cần người chữa bệnh cho Thái hậu. Tôi có thể chữa được, xin anh cho tôi vào đi. Nhìn cái bộ dạng này, có ngu mới không biết ngươi là dân thường bịp bợm, muốn vào chơi hoàng thành một chuyến chứ gì. Đi ra đi, đứng ở đây lát nữa sẽ bị đánh mấy chục trượng đó nghe chưa. Tôi không phải là thần y, nhưng tôi có báu vật này, có thể cứu được hoàng thái hậu. Cái này cứu được hoàng thái hậu? Đúng vậy, đây á chính là cây gậy thần, cây gậy sinh tử, có thể cứu được người chết sống lại đó. Anh cho tôi vô đi. Nhưng mà lấy cái gì để ta tin nhà ngươi? Hay là nhà anh có ai bị tử nạn hay là bệnh tật gì không? Anh cứ đưa tôi về tôi giúp cho. Ta có một ông bác mới vừa mất, ta đang chờ xong phiên gác này để về đưa tang. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, tôi có thể cứu được. Anh cứ đưa tôi về.
bỏ mẹ con tôi, ông ơi, ông ơi. Cha con ơi, dạ bác. Bác con ơi mất rồi. Xin bác và em đừng quá đau buồn. Hôm nay con về đây là có dẫn theo chàng trai này. Anh ta có khả năng cứu người chết sống lại thưa bác. Cậu có tài cứu người chết sống lại hả? Dạ. Cậu cứu chồng tôi sống lại đi. Cậu ơi, cứu chồng dạ, tôi dạ. đi cậu. Dạ, xin bác bình tĩnh. Xin bác lui qua một bên. Cha. Sao mà khóc dữ vậy? Dạ, sao mà khóc dữ vậy? Dạ, ông ơi. Sao vậy? Đa tạ cậu. Dạ tôi đa tạ cậu. Dạ. Cảm ơn anh. Ông ơi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh là cứu sống bác của tôi. Bây giờ thì anh tin tôi rồi chứ? Ừ. Cậu ơi, tôi đa tạ cậu. Dạ, đa tạ. Dạ. Gậy sinh tử. Dạ bẩm, anh ta đã dùng gậy sinh tử để cứu sống bác của thần. Chính mắt thần đã nhìn thấy điều đó. Ngươi truyền hắn vào đây. Dạ. Muôn tâu hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, kẻ hại dân là... Là cây gậy ngươi cầm trên tay đúng không? Nó là gậy sinh tử. Dạ bẩm hoàng thượng, chính là cây gậy sinh tử. Cho hạ thần mãn phép hỏi bệnh tình của thái hậu sao rồi ạ? À? Hoàng thượng, dạ bẩm hoàng thượng, thái hậu có chuyện rồi thưa hoàng thượng. Mẫu hậu đừng làm hoàng chi sợ mà. Mẫu hậu ơi, mẫu hậu tỉnh lại đi. Mẫu hậu. Dạ muôn tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng quá đau buồn, cho phép hạ dân được dùng cây gậy sinh tử này để cứu sống thái hậu. Ngươi có thể cứu sống mẫu hậu của ta. Dạ. Ngươi làm nhanh lên. Nhanh lên. Dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Con ngon thì giết ta đi. Giết ta đi. Đi quái. Giết đi. Ta cần phải chết. Bên kia, ngươi làm gì vậy? Quỳ xuống. Tại sao ngươi dám phạm thượng hả? Dạ thưa hoàng thượng, vừa rồi thái hậu bị yêu quái nhập vào nên thần mới ra tay như vậy. Xin hoàng thượng suy xét. Hoàng ngôn, lính đâu? Đem tình điên này, tình lính này dám vào ngục, ngày mai dẹp đầu biểu động thị chung. Hoàng thượng, hoàng thượng hiểu lầm rồi. Nhảy đi. Xin hoàng thượng suy xét. Hoàng thượng nhanh. Hoàng thượng à. Xin hoàng thượng. Anh nghĩ làm sao vậy? Ma nhập anh hay sao? Tự nhiên anh phang thẳng cây gậy vô xác thái hậu vậy? Không phải tôi, mà là thái hậu bị mụ ta nhập nên tôi phải cứu. Mụ này là ai vậy? Chuyện này hơi dài dòng. Con gái à, mẹ đã trả thù cho con rồi đó. Tên thợ săn đó đã bị tống vô ngục, nay mai sẽ bị bêu đầu vì đã chơi xấu mẹ con ta. Ngày mai mẹ sẽ đi coi cảnh đó, rồi lấy cây gậy sinh tử nữa là xong. Không ngờ có một ngày tôi với anh lại gặp một cái chuyện éo le như vậy. Bởi vậy mới nói rõ ràng là tôi thấy anh cứu sống được bác của tôi. Giờ phải làm sao để hoàng thượng tin mình? Phải lấy lại gậy thần, chứ nó mà quay về với mụ ta là tai họa lớn đó. Đúng vậy, phải cứu được thái hậu nữa. Cũng may hoàng thượng làm đám tang cho thái hậu vài ngày. Nó nghe nè, nhưng mà tôi với anh bị kẹt trong này hết rồi, làm sao ra được mà cứu người? Để tôi nghĩ cách coi. À, tôi có một anh bạn, anh biết được tình cảnh của tôi, chắc là có thể anh giúp được á. Thiệt sao? Trời ơi,
sẽ tự cứu lấy mình. Nhưng cẩn thận đó, đừng có liên lụy tới tụ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Anh đừng ở đây canh chừng nha. Trời ơi, mụ ta là mụ chặt đó hả? Đúng vậy, chính mụ ta đã nhập vào Thái Hậu, dụ ta ra tay để hoàng thượng giết ta đó. Bây giờ thì ngươi đã hiểu chuyện rồi đó. Con gái ta chắc là mãn nguyện lắm, nhưng bây giờ chính tay ta sẽ phải giết ngươi rồi. Mụ chúng ta, mụ chúng ta, mụ chúng ta. Hai tên kia dám trút ngực, còn dám kích động nơi tôn kia mà. Hoàng thượng. Dạ đúng rồi đó hoàng thượng. Phân tâu hoàng thượng. Còn mụ là ai? Tại sao tắc yêu tắc quái nữa đây? Dạ bẩm hoàng thượng, mụ ta chính là yêu tinh đã nhập vào sát Thái Hậu để hãm hại người này. Mụ ta chính là người đã giết Thái Hậu đó hoàng thượng. Đúng vậy thưa hoàng thượng. Đến đâu bắt mụ ta lại. Mụ hậu. Mụ hậu. Mụ hậu ta đâu? Quỳ xuống. Có phải người thông đồng với mụ ta hãm hại mẫu hậu của ta có đúng không? Hoàng thượng hiểu lầm rồi. Mẫu hậu của ta đâu? Có lẽ thần biết Thái hậu đang ở đâu. Xin hoàng thượng cho thần mấy ngày, thần sẽ đưa Thái hậu về. Được, ta sẽ cho ngươi một ân huệ. Ngươi cần bao nhiêu binh mã để có thể đưa mẫu hậu ta về đây? Tạ ơn hoàng thượng. Hạ dân không cần binh mã, chỉ cần vài người khỏe mạnh để đưa Thái hậu về thôi. Ta sẽ đích thân đi với ngươi. Dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Hoàng thượng, mụ ta đang ở đằng sau, mong hoàng thượng cẩn thận. Anh nhớ làm đúng theo những lời tôi đã dặn. Hoàng thượng, mình hành động thôi. Nội trong ngày hôm nay mà nó không tới, ta quăng xác mụ xuống biển cho cá rỉa. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ tới, ta tranh thủ hốt một đám để dành ăn từ từ, biết chưa? Mụ chằn đâu? Mụ chằn ra đây cho ta. Mụ chằn ra đây. Thấy chưa? Ra đây cho ta. Tới rồi. Mụ chằn kia vào ra đây. Tới rồi. Ra đây cho ta. Các người tới rồi đó hả? Mau ra đây. Các người to gan dám dẫn xác tới đây à? Đức vua của các người và tên thợ săn đâu? Biểu đem cái gậy sinh tử ra đây cho ta, rồi ta sẽ trả Thái hậu cho các người. Mẫu hậu, mẫu hậu ơi, mẫu hậu ơi, mẫu hậu của ta, giờ phải làm sao? Xin hoàng thượng cứ yên tâm, cứ để hạ nhân. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu, người tỉnh lại rồi phải không mẫu hậu? Đây là nơi nào? Mẫu hậu ơi, bà không có quyền xúc phạm tới nhà vua. Hoàng thượng sẽ không bao giờ trả nghệ thần cho bà đâu. Bà khôn hồn thì hãy mau thả Thái hậu ra đi, nếu không chết không toàn thay. To gan dám thách thức ta hả? Ta sẽ giết hết các ngươi. Có ngon thì đuổi theo ta. Thách ta hả? Đứng lại đó mấy cái đứa này. Ây chà, đi hậu đi sao? Chết.
chết rồi. Hoàng thượng, có chuyện gì? Bụt chặt đã quay trở lại. Xin thái hậu cứ nằm yên chỗ đó. Hoàng thượng, xin người hãy núp đi. Cứ nằm đây nha. Đáng đời, bụt chặt gian ác. Hoàng thượng, bụt ta đã chết rồi. Được. Mộ hồ, đi cứu ta. Ngươi làm tốt lắm, ta đã hiểu lầm ngươi. Ơn ngươi cứu mẫu hậu, ta sẽ không bao giờ quên. Chuyến này về kinh, ta sẽ ban thưởng cho ngươi xứng đáng. Đừng phụ lòng của ta. Dạ bẩm hoàng thượng, kẻ tiện dân đã quen tự do tự tại, với lại không được học hành, nên chắc không thể nào làm quan được. Sợ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nên xin hoàng thượng cho kẻ hạ dân được ở lại quê nhà. Hạ thần xin hứa đem cây gậy này giúp người làm vui. Thôi được, nếu lòng ngươi đã như vậy, ta cũng không ép. Ta sẽ cho ngươi toàn nguyện. Xin đa tạ hoàng thượng. Tình tình tàn.